Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay mưa lớn tại Hà Giang gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập úng. Ước tính là thiệt hại trên 8,5 tỷ đồng. Mưa lớn làm 27 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá, gần 400 hecta cây trồng ngập đổ, nhiều hecta ao nuôi cá thiệt hại, gia súc gia cầm chết. Một số tuyến đường giao thông liên huyện, xã, thôn bị sạt lở gây ách tắc. Mưa to trong nhiều giờ cũng gây ra tình trạng ngập úng tại một số tuyến đường ở thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành, địa phương ra soát, thống kê cụ thể thiệt hại về hoa màu, gia súc gia cầm trong đợt mưa lũ này để tỉnh có thể hỗ trợ kịp thời. Đợt mưa lớn ở miền Bắc dự báo là còn duy trì đến sáng mai, không loại trừ khả năng xảy ra ngập úng, vùng núi đề phòng lũ quét sạt lở đất. Khu vực vùng núi và Trung Du có nơi mưa to đến rất to trên 120mm, nguy cơ cao gây ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên sườn đồi núi và lũ quét trên sông suối nhỏ tại Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu. Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cục bộ có mưa to trên 60mm. Ngoài ra, khu vực Quảng Bình tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa nhiều trong đêm nay và chiều mai. Có nơi mưa to gây ngập úng cục bộ, tiềm ẩn lốc sét và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ tuyệt đối không được chủ quan, tập trung một số nhiệm vụ sau: sơ tán di rời người và tài sản ra khỏi những vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, canh gác kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu đã bị sạt lở, vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân và cơ sở vật chất. Trong đêm qua và sáng nay thì mưa lớn ở Hà Giang đã gây ngập úng nhiều tuyến đường và sạt lở cục bộ. Nhà ở và tài sản của bà con cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Tính đến trưa nay, địa bàn thành phố Hà Giang có 4 điểm ngập úng cục bộ, chủ yếu thuộc phường Minh Khai và phường Trần Phú. Khu vực đường Lý Tự Trọng thuộc tổ 2 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Đây là một trong những địa điểm mà thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Mực nước ở đây thì có khoảng 60 đến 90 cm và nước chảy rất là mạnh. Thế nhưng mà nhờ sự cảnh báo của các cấp chính quyền, thế nên là người dân đã kịp thời di chuyển những đồ dùng, tài sản có giá trị. Không chỉ ngập ở khu vực thành phố, mưa lớn cũng gây ngập úng và sạt lở tại một số tuyến đường liên thôn, xã tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì làm ách tắc giao thông. Ngoài ra, 27 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở đất đá, gần 400 hecta cây trồng bị đổ, ngập, hơn 18 hecta ao nuôi cá bị thiệt hại và trên 150 con gia súc, gia cầm bị chết. Đến chiều nay, mưa ở Hà Giang đã ngớt hẳn, người dân đang khắc phục hậu quả, di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống. Thu dọn một số những cái đồ đạc lán xưởng này, rồi gia súc gia cầm này, rồi là nhờ bà con hàng xóm, tổ dân phố các thứ cũng đến để làm giúp hỗ trợ gia đình để chuyển một số những cái đồ đạc để đưa lên những nơi đảm bảo an toàn. Hiện nay, mưa lớn ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm. Đêm nay, sáng mai, dự báo vùng mưa lớn sẽ thu hẹp, nhưng ở Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu vẫn có điểm mưa to cục bộ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở còn rất cao. Bà con cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan. Tình trạng sạt lở tại tỉnh Đồng Tháp những ngày qua thì xảy ra nhanh và liên tục. Sau những trận mưa thì đã xuất hiện 13 điểm sạt lở ở các huyện Thanh Bình, Hồng Ngự, Châu Thành, Lai Vung và thành phố Sa Đéc với chiều dài hơn 400 mét, cắt đứt nhiều tuyến đường giao thông. 4 tuyến đường bị sạt lở bờ sông, tuyến kênh Cái Quýt, kênh Cái Bằng Dưới, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Tổng chiều dài sạt lở và sụt lún là 94 mét. Có nhiều điểm làm nút cả con đường, ảnh hưởng đến hệ thống giao thông, cấp nước của người dân. Tối mưa cái sáng cái đi bà con đi ngang cái gặp lá lúc tiêu cho không hay. Chưa có kịp khắc phục mới có lên thì bắt đầu nó ầm xuống rồi, còn nửa đường lộ rồi. Rồi mấy bờ gài nữa để đi đứt đường lộ luôn. Xé ba bức tường hết trơn trời. Còn đây là đoạn sạt lở tuyến kênh Cái Bằng Dưới cách đây không lâu. Đoạn sạt lở mất luôn cả đoạn đường, buộc chính quyền địa phương và người dân cùng xây dựng cây cầu trên tuyến đường này. Nhanh, nó sạt cũng nhanh lắm. Nó bỡ cũng bực. Đi xuống á, đi bực. Trước sự diễn biến nhanh và nguy hiểm của sạt lở các tuyến đường, các địa phương cũng đã kịp thời xử lý, lập rào chắn, dàn dây cảnh báo, làm đường tạm và thắp đèn cảnh báo vào ban đêm, đồng thời điều tiết giao thông phù hợp để không cắt giao thông. Qua đó tiếp tục đề xuất các giải pháp, kinh phí khắc phục về trên,
và tăng cường công tác tuyên truyền, người dân chủ động đề phòng. Vận động bà con mình trồng những cái loại cây giữ đất để nó hạn chế những trường hợp sạt lở, đặc biệt là cây bần là chính, dài theo những cái tuyến kinh lớn. Và bên cạnh đó thì cũng đã đăng ký và đề nghị về huyện cũng như tỉnh cũng đã có hỗ trợ. Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn và dự báo sẽ phức tạp hơn mọi năm. Do đó người dân và các địa phương cần tăng cường công tác giám sát, quản lý trật tự xây dựng công trình trong hành lang sạt lở, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống sạt lở bờ sông để đảm bảo an toàn, hạn chế sạt lở trong mùa mưa.